Ơi, hôm nay hơi bị phì đó nha. Đau đó nha. Chữa cho đẹp là bắt đầu xài cái gì? Đứng lên. Mới chín chắn thôi đấy, chán đỡ đau, mặt mụn đau. Nhưng mà chán sẽ lấy khó hơn, tại vì nó không có thịt đấy. Em có cậy sờ hay gì nó không? Nó bị lông chưa? Dạ, mới bị từ hôm trước. Hôm trước hả? Hôm thứ hai. Đối với những cái da mụn này á mọi người á, không cần thiết phải đẩy mụn đâu ha. Dạ, mọi người coi cái phần mà da mụn ẩn nè. Nếu mà cái da mụn ẩn này mọi người xài cái AHA hoặc BHA để đẩy mụn á, thì nó sẽ ra giống như vậy. Nó sẽ hình thành ra những cái cục mụn viêm lắm như vậy. Nhưng mà nếu mà mình lấy được cái da mụn ra thì mình sẽ không cần đẩy cho nó viêm như vậy, tại vì viêm như vậy á, nếu mà cái kỹ thuật không lấy cho mụn không có tốt, không ổn thì mọi người nó sẽ rất là bị để là sẹo. Mình sẽ dùng cái nếu mà có bị chỏm ra lấy mụn bằng tay á thì được, nhưng mà có những chỏm người ta lấy mụn bằng tay hoặc là cái dao gạch á thì nó gạch đi cái phần da của mình này, thì khi mà lấy được cái nhân lên á thì rất là dễ, nhưng mà nó sẽ để là sẹo rất là nhiều. Nên mình thì chỉ lấy cái đầu kim để mà nhít nhẹ thôi, còn mình lấy cái tay á mình đè vô để mình lấy cái nhân mụn ra thôi, thì nó sẽ hạn chế tổn thương trên làn da của mọi người rất là nhiều. Thì mình nói mục đích của mình nói là nếu mà ban đầu bị mụn ẩn như thế này, trời ơi nó cứng mẹ ơi, đau lại luôn á. Rất là dễ để lại thâm sẹo. Bạn thì da chưa từng sử dụng bột tẩy nữa nè, da bạn cũng khỏe, chưa từng sử dụng bột tẩy thì mình lấy nó sẽ cái khả năng hiệu quả của nó sẽ cao hơn. Mọi người sử dụng bột tẩy hoặc là kem trộn rồi á thì cái da mọi người yếu á thì khả năng phục hồi cũng mọi người sẽ bị kém, nhưng da này thì mình lấy mụn tầm khoảng 1-2 lần thì nó sẽ ổn cho da bạn rồi. Còn có những cái vết thâm sẹo như vậy thì mình chỉ cần bổ sung. Nó có ra không chị? Cứng nó có ra không? Rồi chứ. Chứ không cần thiết phải đâu có cứng bằng cái hồi đầu đâu. Tại biết không? Xài bé A đẩy mụn. Và nhiều khi thấy rửa mặt nó cũng rớt ra, nó hình như nó đang đẩy lên hay sao không? Chắc cả mấy chục cục mới được một cục nó tật rớt đấy. Thì đó, mới này nặng. Bị lâu chưa? 2 tuần rồi. Cái da này thì mọi người theo dõi nha, từ sau có thể là sẽ quay lại thì mình sẽ cho mọi người coi cái làn da này nó cải thiện bao nhiêu phần trăm nha. Ok, tạm biệt. Chờ xíu. Mụn da gì của hại là gì? Có một cái mụn mà nó bị đầy đúng không? Nó bị thâm gì? Không phải. Nó bị hai ba cái miệng á. Chị thấy không? Nó đen đen á. Lâu lắm rồi ạ.
nó ra luôn nhưng mà sao nó vẫn bị vậy à? Nó chưa hết, cái thứ nhất là nó chưa hết, cái thứ hai là hôm nay thì kiểu gì nó cũng sẽ bị thâm. Chai cứng xong thì có rồi chứ ra đâu. Nhưng mà hồi đó mẹ con nó có ra. Ra nhưng mà nó không hết được chân. Đúng không? Ra hết nhà con hết mụn luôn mà sao nó hình như nó hai ba cái rồi. Mà diễn chấm. Cứng lắm luôn á. Cục này cứng lắm. Đây này cục này đúng không? Ừ. Giờ sờ nó cứng ngắc cả trong á. Mình tự lấy sao mà hết được. Kéo cái rèm xuống ấy chị anh. Bên mua nhiều bên mua ít xong bên ít bên nhiều vậy.